Thưa quý vị, vào khoảng 21 giờ ngày 6 tháng 6 trên quốc lộ 9, đoạn qua huyện Đa Cờ Rông, Quảng Trị, một tài xế đang lái xe bất chợt phanh gấp, bẻ lái tránh một đứa trẻ đang đi giữa đường. Tài xế này thì đã dừng xe bế cháu bé vào ven đường để đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu bé. Đây là lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh trong việc giáo dục, đảm bảo an toàn giao thông cho các bé. Các bé hiếu động và vô tư nên rất cần sự giáo dục, hướng dẫn và cảnh báo giám sát của người lớn. Thực tế thì đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra do trẻ nhỏ vô tư chạy ra đường, va chạm với xe cộ gây ra tai nạn đáng tiếc.